xuôi. Thả thêm dầu mới luôn. Mới thả lưới mộng khoát câu ác hả? Ngủ đi. Ngủ giặt đi. Xích vô cổ, xích vô cổ. Vậy nó lậm cá chản không à? Dính lưới xuống lưới. Nó móc đó nha. Quá ghẻ này sao nó móc tàn á. Này mẻ cuối nữa là mình lên luôn nha các bạn ơi. Dính không dính gì cũng lên à. Nhưng thủ nó có mấy đứa con không? Hạnh dưới bắt được tao coi đấy đâu. Bữa tao với ngậu dạ. Câu ừ. Thì bữa ngủ xong bữa nó nhậu dịch chim đó. Ừ. Ngủ với hải hai thằng đấy không dịch chim. Sao nó có mày nằm nữa hả? Thăm các bạn. Chúng con đầu tiên luôn. Ồ. Chúng con đầu tiên luôn các bạn, đã quá. Lục tinh. Này mình vô trong kinh nghe các bạn. Nãy mình xong hai dạo mà dính yếu quá. Mưa luôn các bạn ơi. Chỗ này miền Tây mưa quá trời mưa rồi. Chịu nổi ốc bay lên này. Đồ êm. Một con nữa các bạn ơi. Chưa bự luôn ha. Ở giữa tháng 9 á. Vinh luôn các bạn ơi. Im quá. Dính nghe lại. Cái gì này? Sạch trắng, sữa đó. Sữa. Dính là sạch sữa.
dung ra cần người ta cầm nhẹ mà xịt sữa lại luôn á. Vinh này cầm quá nhạy. Dung dung gì cái con hành nữa bắt lên đĩa. Ồ Vinh này ồ quá đã rồi, quá đã các bạn ơi. Hai con chùm luôn. Êm êm trong này kiếm ăn êm. Nãy mình đi ăn trong này êm rồi. Dạ. Giọt nước rồi ta bơm ra nè. Nó hàm cái dảnh nữa rồi không? Dảnh nữa. Cái dảnh là nó bỏ vô nó không có xịt mũ các bạn ơi. Con cá Vinh cái mũ con này yếu hơn cái Vinh. Không có sữa. Vinh vừa vô là bấm the le luôn. Yếu sữa. Dính mấy chỗ ẹo không ha? Dính nào? Dính mấy cái chỗ ẹo nhiều. Mấy cái ấy gần như nó dính rồi. Ồ, được con nữa các bạn ơi. Mini các bạn ơi. Trong á, cụ ơi. Ở trong á. Trồi xuống luôn kìa. Anh này bự nè.